Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 2 iLearn Smart Start. Hôm nay chúng ta sẽ xem một cái đề thi học kỳ 1 năm học 2022-2023. Thời gian làm bài 40 phút, phần nghe, có phần nghe, phần đọc, viết và phần nói. Rồi phần nghe của chúng ta nghe vào con tròn A hoặc B. Ví dụ như câu này chúng ta có cái này là open your book, rồi hands up. Số 15 là 15, số 9 là gì 19. Câu số 3 đó là open your book. Câu B đó là gì, là close your book. Câu số 4 chúng ta có pen và queen. Câu số 5 chúng ta có 2, 4, 5. 5 là gì, five rectangle, five triangle. Và câu B đó là twelve triangles. Nghe và đánh số 1, 2, 3, 4, 5. Số 1 đánh sẵn rồi. Chúng ta qua phần đọc, đọc và nối. Đọc và nối. Ví dụ như là nó là một cây bút. Nó là một cây bút. It's a pen. It's a pen. Chúng ta nối vào đây. Rồi chúng ta coi và chúng ta nối. It's a triangle. Triangle nối đây. I can see a rabbit nối đây. It's a duck nối đây. I can see a cat nối đây. Let's play talk. Chúng ta chơi đuổi bắt nhé. Tôi sợ hãi quá. I'm scared. Rồi có bạn này tick yes or no. Trong cái câu số 1 này chúng ta có how many rabbits are there? Có bao nhiêu con thỏ? Chúng ta coi one rabbit là sai rồi, bởi vì ở đây có tất cả là 6 con. Six, not one. Câu số 2, what's that? Nó là con gì? Nó là con heo. Pig, đúng rồi. Vậy câu trên, sorry, câu trên phải là đánh dấu x, còn dưới đánh dấu tích. Rồi ok, chúng ta qua bài tiếp theo. It's a goat. Nó là một con dê. Sai nhá. Đây là con octopus, chứ không phải con dê. Đánh dấu x. Câu số 4, I'm 10, tôi 10 tuổi là đúng. Số 10. Qua phần viết, chúng ta viết này. Chúng ta có từ sad là buồn, happy là vui vẻ, hungry là đói, great là tuyệt vời, fine là khỏe. Rồi bạn này là bạn này là gì? Happy. Happy. Rồi bạn này là gray. Gray. Bạn này là buồn là sad. Rồi bạn sorry, bạn này là happy mới đúng này. Câu trên là sai rồi. Rồi bạn này là đói hả? Đói. Đói. Đói là hungry. Hungry. Ha, còn câu này sẽ là fine, khỏe. Ok, chúng ta qua bài viết từ còn thiếu. Con heo thiếu chút bờ, pig. Mặt trời là sun. Con bò là cow. Robot là rover. Rồi cái dù là umbrella. Umbrella, sắp xếp các chữ cái để tạo thành câu đúng. Ví dụ how are you, how old are you. Còn câu này sẽ là close your books. Gấp sách lại. Và câu này là gì? Let's play hopscotch. Let's play hopscotch. Rồi đề của chúng ta tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những cái đề tiếp theo. Goodbye and see you later.